Tảo spirulina với chiết xuất DHA tinh khiết gấp 4,5 lần so với dầu cá thông thường, hiện được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá cao. Tại Việt Nam vừa diễn ra lễ ký kết hợp tác cung cấp nguyên liệu tảo spirulina từ trang trại tảo Earthrise lớn nhất thế giới tại Hoa Kỳ cho công ty cổ phần Grand Nutrition Việt Nam, nguồn nguyên liệu mới phục vụ sản xuất các sản phẩm bồi bổ trí não cho trẻ. Thưa quý vị, ai cũng biết DHA là một trong những thành phần quan trọng cấu tạo nên não bộ của trẻ nhỏ. DHA không thể tự tổng hợp mà phải bổ sung bằng đường ăn uống. Việc bổ sung DHA giúp phát triển não bộ là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, DHA trong thực phẩm rất ít và khó hấp thu. Vậy cách bổ sung DHA ra sao để đạt hiệu quả tối ưu sẽ có trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Đối với các bà mẹ thì sự phát triển của con trẻ luôn là điều quan trọng nhất. Trẻ thông minh, học giỏi là điều khiến mẹ thêm phần an tâm và hạnh phúc. Chính vì vậy, các sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ sự phát triển của não bộ giúp trẻ tập trung, học nhanh, nhớ lâu được các phụ huynh rất quan tâm. Ôi, ban ngày thì tôi đã stress vì công việc rồi mà tối dạy học thì càng đau đầu hơn nữa. Cháu học rất là mất tập trung, đầu óc để đâu, tôi rất là lo lắng. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì kiến thức thì ngày càng nhiều lên mà cháu học thế này thì không thể nào theo được với các bạn với cả chương trình học được. Thấu hiểu được vấn đề của trẻ và nỗi lo của phụ huynh, cốm trí não Z-Brain ra đời nhằm cung cấp trực tiếp DHA, tảo xoắn spirulina nhập khẩu Mỹ. Tảo spirulina đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người trong thế kỷ 21. DHA từ tảo spirulina tinh khiết và cao cấp gấp 4,5 lần so với dầu cá. Với đúng tiêu chuẩn DHA theo tiêu chuẩn WHO khuyến nghị, cốm trí não sẽ giúp kích thích tế bào não khỏe mạnh hơn, tinh thần nhạy bén hơn, từ đó làm giảm thiểu tình trạng thiếu tập trung, học trước quên sau và tiếp thu chậm của trẻ trong học tập. Ngoài ra, cốm trí não Z-Brain còn bổ sung thêm các loại vitamin và vi chất cần thiết giúp trẻ cải thiện khả năng và kết quả học tập toàn diện. Khoa học đã chứng minh là những cái axit béo chưa no, chuỗi dài, nhiều nối đôi, ví dụ như là DHA hoặc là các loại thuộc cái nhóm axit béo omega 3 ấy, thì có tác dụng rất tốt đối với phát triển trí não của trẻ. Theo như tôi được biết thì trong cái sản phẩm Z-Brain này ấy, thì được chiết xuất thành phần chủ yếu là từ tảo xoắn. Đây là một cái loại tảo mà rất giàu các cái vi chất dinh dưỡng và đặc biệt là cái hàm lượng DHA ở trong tảo xoắn thì cao hơn rất nhiều so với DHA ở trong các cái thành phần khác. Ngoài cái thành phần chiết xuất từ tảo mà cung cấp cái nguồn DHA ấy, thì trong này còn chiết xuất từ cái hạt óc chó. Thì chúng ta biết hạt óc chó cũng là một trong những cái hạt mà rất là giàu protein và đặc biệt là giàu các axit béo chưa no omega 3. Thế chính vì vậy cho tôi nghĩ là đây là một cái loại cốm mà chúng ta có thể dùng để tăng cường cái hoạt động trí não của trẻ, để giúp cho trẻ có thể tiếp thu, học tập cũng như là đạt được cái kết quả cao hơn. Từ ngày mà tôi được biết đến cái sản phẩm cốm này tôi cho cháu sử dụng ấy thì trộm vía cháu bây giờ cũng khá ngoan mà thông minh. Bài tập tôi giảng cho cháu thì đều hiểu hết. Thì các bạn với cô giáo ở lớp cũng phản ánh là cháu càng ngày càng tiến bộ hơn. Cốm trí não Z-Brain tác động trực tiếp vào sự phát triển của não bộ ở trẻ nên sẽ đem lại hiệu quả rõ rệt. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm, trí nhớ và sự tập trung của trẻ có sự cải thiện đáng kể. Đồng thời, kết quả học tập sẽ ngày một tốt hơn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.